trước màn tái đấu với Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một thứ vũ khí lợi hại, có thể là chìa khóa đem về 3 điểm trọn vẹn. Đội tuyển Việt Nam cần một thắng lợi trước Malaysia ở màn tái đấu vào đêm ngày 11 tháng 6 để củng cố khả năng vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước cuộc so tài được dự báo sẽ khó khăn này, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể cần tới thứ vũ khí này để giải quyết trận đấu. Thứ vũ khí đó chính là những cú sút xa. Khả năng sút xa được coi là chiếc chìa khóa đem về 3 điểm trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. Những chiến binh sao vàng đang ngày càng hoàn thiện hơn các kỹ năng tấn công và những cú sút xa uy lực đang cho thấy sự nguy hiểm hàng đầu. Ở trận thắng Indonesia 4-0, đội tuyển Việt Nam đã không ít lần thực hiện những cú dứt điểm ngoài vòng cấm. Một trong số đó trở thành bàn thắng với siêu phẩm sút xa khoảng cách 25m của Quang Hải. Bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Tuấn Anh cũng có pha bắt volley nhanh như điện từ tình huống phạt góc ở phút thứ 5. Bóng đi căng nhưng đúng vào vị trí của thủ môn Indonesia, khiến đối thủ phải vất vả đấm bóng ra. Hay như cú vuốt bóng của Xuân Trường, đưa bóng đi chạm xà ngang đầy đáng tiếc chỉ 1 phút sau giờ nghỉ. Có thể thấy, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, các tuyển thủ Việt Nam được rèn luyện kỹ càng hơn ở khâu dứt điểm. Các cầu thủ cũng tự tin tung ra những cú sút ở khoảng cách xa, thay vì chỉ tập trung chuyền ngắn, đưa bóng sát khung thành đối phương mới dứt điểm. Tần suất những cú nã đại bác trở thành bàn thắng của cầu thủ Việt Nam cũng xuất hiện nhiều hơn. Như bàn thắng duy nhất của Tiến Linh trong thắng lợi 1-0 trước UAE ở lượt đi bảng G vòng loại World Cup 2022, hay pha lập công đẳng cấp của Hoàng Đức vào lưới UAE Indonesia diễn ra ở vòng bảng SEA Games 30. Ngay trước chính đối thủ Malaysia, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, tiền vệ Đức Huy, người cũng góp mặt ở chiến dịch vòng loại lần này, đã khiến 90.000 cổ động viên Malaysia trên sân vận động Bukit Jalil phải câm lặng vì siêu phẩm sút xa nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Với những cầu thủ có khả năng dứt điểm tầm xa tốt trong đội hình như Tiến Linh, Văn Đức, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Xuân Trường, đội tuyển Việt Nam có thể hy vọng vào những cú sút xa trước Malaysia, thứ vũ khí lợi hại có thể phát huy tác dụng trước khó khăn. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 11 tháng 6. Cùng thời điểm này cũng sẽ diễn ra cuộc đọ sức giữa Indonesia và UAE. Đây là trận đấu mà chẳng mấy ai dám đặt niềm tin vào đội tuyển Indonesia. Thậm chí việc họ để thua với một cách biệt không quá lớn đã có thể coi là một thành công của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong.